sẽ nghỉ trạm gần nhất thì hơn 200 cây nữa. Đây chúng mình thôi. Đà Lạt chứ. Trồng cây cao cao đã trồng mộc châu, trồng nhiều thứ đây, chả trồng cái gì. Lạng Sơn đang trồng 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 mộc châu, trồng na nhiều cái nông trường, nó trồng đất đầy cái bản đất trồng 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 cỏ ra, chắc là trồng được cả cam kia, chỉ có không trồng cái này, đất này đâu.